Hello, xin chào khán giả của đài Sài Gòn TV đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hôm nay. Tôi là bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm và hội viên của Hội Y Nha Dược của Dallas Fort Worth ở đây. Hôm nay rất hân hạnh có mời được nha sĩ Chris Trương Hùng. Xin mời anh. Dạ, xin chào các khán giả và chào anh Jonathan. Yeah. Anh Chris nói sơ sơ về làm ở Grand Prairie cũng khá lâu rồi phải không? Dạ, thì 14 năm em đã ở Grand Prairie và làm việc ở đó, cho nên có cái văn phòng cũng trị rất nhiều người Việt Nam. Okay. Cho nên đó là một cái mà hân hạnh để mà mình làm việc ở đó. Yeah. Thì với chuyên khoa của anh Chris, nha sĩ Chris thì có rất nhiều kinh nghiệm về dental implants. Thì chương trình hôm nay mình sẽ nói về dental implants. Mà trước khi nói implant thì cái lý do gì tại sao cái người bệnh nhân cần làm implants thì trong đó là sẽ có liên hệ là hàm răng, nướu răng, rồi có thể là người mình càng lớn càng có tuổi, kêu nói là càng già đó, yeah, là có rất là nhiều cái chuyện trục trặc problem với cái hàm răng của mình phải không? Dạ. Yeah, yeah. Thì cái đó là rất quan trọng, mình sẽ nói về cái đề tài hôm nay. Dạ. Yeah. Thì để mình xin bắt đầu bằng nói là cái tuổi của con người càng ngày càng sống lâu. Thì mình nhớ là hồi xưa thì những ông bà của mình sống không có lâu như vậy. Thường thường cái average age, cái tuổi mà trung bình á, là người ta sống chừng khoảng tới 40 tuổi thôi. Tới lúc mà năm 1800 thì trước khi đó thì đời sống là nó rất là ngắn. Cho nên người Việt Nam mình nói là chúc cho sống 100 tuổi á, là tại vì rất ít ai mà sống được tới cái tuổi đó. Tuy mình biết là có vài người trong lịch sử sống được tới cái tuổi đó, nhưng mà phần đông á, thì chừng khoảng 40 tuổi. Với sau khi này thì với cái thời đại này mà thuốc men rất tốt và những cái medical procedure bây giờ nó very advanced, cho nên sức khỏe của con người bây giờ sống rất nhiều. Cho nên bây giờ không có phải là abnormal cho một người mà có thể sống 100 tuổi. Thì đó là một cái mà không có phải là bình thường, nó rất là bình thường. 90 mấy, 100 tuổi là rất nhiều người sống. Đối với mà sống lâu thì sao? Thì đối với sống lâu đó, thì bây giờ là mình phải có răng, mình phải giữ cho tới lâu như vậy. Nó rụng răng hết trơn rồi. Thì đó là một cái mà trong cái chương trình nha khoa và y khoa bữa nay để mình nói chuyện đó. Làm sao mà mình có thể giữ được cái răng mình ấy lâu? Tại vì nếu mà như ngày xưa đó thì hãy mà răng mà bị hư hay gì thì nhổ răng, thì cứ mình nhổ răng tới lúc mà 30-40 tuổi là không còn cái răng gì để ăn uống hết trơn á. Thì mình thấy cái hậu quả đó rất là hại. Cho nên Hùng xin để bữa nay trình bày về cái đó. Thì nó ngoài hại cái nói về cái nụ cười đi hay là, nhưng mà sự thật là ăn uống đồ ăn rồi rất là khó khăn. Thì chút xíu mình sẽ nói thêm về nó ảnh hưởng luôn cái cả trong người mình. Ví dụ như là thiếu chất dinh dưỡng. Thì tại vì mình không có cái hàm răng hay không có một cái hàm răng để mình ăn. Rất là quan trọng. Thì cái tuổi mà người càng lớn thì nó làm sao nó thay đổi cái hàm răng, cái shape hay là cái... Thì đối với là mình càng lớn á, thì mình biết á, là thứ nhất á, là mấy cái răng của mình, những cái restoration trong răng của mình nó phải giữ lâu dài hơn. Nhưng mà nếu hồi xưa thì nếu mà cái age của mình mà 50-60 tuổi mà không có hơn nữa đó, thì mình không cần mấy cái răng của mình nó lâu dài, tại vì cái sức khỏe của mình nó cũng không có tới mức đó. Nhưng mà sau này tới sống chẳng những 40 tuổi mà 50-60, 70-80, 90 tuổi thì nó phải hơn 30-40 năm, 50 năm hơn để cho nó phải last lâu dài phải không? Thì một khi mà mình nhổ răng đó là một cái mà người Việt Nam mình thường nói hay một trám hay là nhổ răng thì xương nó bắt đầu nó rút đi. Qua 10 năm, 20 năm, 30 năm thì xương nó bắt đầu nó rút rất là nhiều. Vả lại những cái hàm giả hay là những cái răng giả mà họ đeo đó thì nó bắt đầu nó teo, nó rút lại cái hàm của mình và cái răng của mình nó shift, nó move thì nó không có dừa nữa. Thì người ta không có thường thường đeo mấy cái đó, hay là mấy cái crown và họ làm đó nó bị fail. Thì đó là một cái mà mình biết là mình phải bắt buộc cứ tiếp tục mà thay mấy cái crown đó để giữ mấy cái răng đó. Nếu mà cái răng nó hư rồi mà mình nhổ đó thì xương nó bắt đầu rút.
thì đó là mấy cái mà trong nha khoa Hùng thấy rất là nhiều. Và lúc đó thì một người vô nói, tôi bây giờ tôi không còn răng nữa, bây giờ bác sĩ làm sao để tôi có răng để tôi nhai để ăn. Thì một cái mà Hùng thấy mà thường thường traditionally á, là đó một cái mà mình có mấy cái bao nhiêu năm trước á, thì đây là mấy cái option mà người ta có, là thứ nhất là họ đeo cái hàm giả. Thứ nhì á, là họ họ ráng mà họ đeo mấy cái partial, là vẫn còn giữ mấy cái răng nhưng mà đeo mấy cái partial. Nhưng mà qua thời gian đó thì cái hàm giả, cái full denture hay là cái partial, nó đè vô mấy cái nú của mình và nó làm cho xương mình bắt đầu nó teo đi. Thì nó càng teo đó, cái hàm của mình nó càng sập lại. Thì lúc đó đó, tới lúc mà nó teo quá nhiều đó, thì cái hàm giả nó không còn phải dừa nữa. Thì đó là một cái mà Hùng thấy cái consequence mà làm cho người ta không có ăn uống được. Mà không ăn uống được á, thì họ không có tẩm bổ và sức khỏe của họ đó, thì nó thấy yếu hơn. Nó liên quan đến cái chuyện khác. Dạ, nó tới cái liên quan chuyện khác đó. Thì mình thấy á, là mấy cái răng của mình nhai rất là quan trọng. Cái thứ nhì nữa mà mình thấy đó là bắt đầu nếu mà mình không có răng đó, thì những cái răng, cái xương của mình nó rút, nhưng mà cái hàm của mình á, nó bắt đầu nó sập đi. Tại vì không có cái răng mà để cho mình giữ cái bề cao của cái hàm đó. Thì người ta thấy mà mấy cái răng của mấy người mà thường thường mà mình thấy nó bị khớp vô đó, là tại vì họ không có răng để cho giữ cái bề cao của cái hàm họ. Ngoài ra, cái nói về cái tẩm bổ và cho trong sức khỏe, thì đồ ăn của cái răng nó nhai á, thường thường nếu mình có răng đó, thì mình ăn mấy cái đồ ăn cứng, đồ ăn như là mấy trái cây, mấy cái vegetable mà có sức khỏe rất nhiều. Nhưng mà nếu mà một người mà không có răng hay răng hư á, thì thường thường họ lựa mấy cái đồ ăn mềm, đồ ăn mà nấu trên nói kiểu Việt Nam là hút cháo không đó hả? Hút cháo không đó. Thì cái tẩm bổ của họ không có bằng cái đó. Cái tẩm bổ không có bằng á, thì đó là một cái mà mình bắt đầu có mấy cái bệnh nó bắt đầu nổi ra, nó xanh nổi ra, nó như là mấy cái bệnh GI. Thì đó là trên bên y khoa thì anh có thấy rất nhiều về cái mấy cái đó phải không? Thì những cái thuốc mà mình phải cho uống để trị mấy cái bệnh đó phải không? Đã ảnh hưởng về nội thương, bắt đầu nó vô về bộ phận tiêu hóa của mình. Dạ, thì đó là một cái mà bên nha khoa mà mình thấy á, là nếu mà mình chỉ có cách mà mình cho họ đủ răng và răng nó cứng để họ ăn được như bình thường như một người mà có đủ răng đó, thì cái sức khỏe của họ nó rất là nó giữ rất là mạnh và có thể mà tẩm bổ cho thân thể của họ hơn. Thì mình nói nãy giờ là mình nói về và cái ảnh hưởng của nếu dụ mà mình mất răng, như mà mình sống lâu mà mình phải giữ cái răng của mình rất lâu hơn. Thí dụ mà bây giờ mình mất răng thì cái ảnh hưởng đó nó, mình đã thấy nãy giờ mình nói rồi, thì làm sao mà mình có thể mà mình thấy được. Thì nếu mà một người bệnh nhân mà đi vô gặp người nha sĩ đó, thì cái option của họ có bây giờ là sao? Ngoài ra phải đeo cái hàm giả như là Hùng nói nãy, thì làm cho nú răng nó bị rút. Thì cái option mình nói bây giờ đó là mình sẽ nói về làm sao mà mình có thể lắp xương lại, hay là làm sao mình có thể giữ mấy cái xương đó và giữ răng mình lại để cho mà mình có thể ăn uống bình thường, sức khỏe của mình dồi dào để cho mà mình có thể sống lâu được. Thì cái đó là một cái mà nếu mà mình sống lâu thì răng của mình nó phải giữ lâu bằng đó, phải không? Thì đại khái là nói là cái concept bây giờ á, là làm dental implant để có một cái răng nó mạnh, nó cứng lại. Thì thay vì hồi xưa là xài denture thôi, thì nó cũng fit, nhưng mà nó tới một lúc nào là cái xương mình nó bị yếu đi, hay là nó không có còn fit nữa, thì cuối cùng thì ăn cũng không được lắm. Thì chút xíu sẽ nói là cái phần mà làm sao mà mình trị cái răng nó bị hư. Nhưng mà trước khi đó thì thôi chút xíu phần 2 mình sẽ trở lại cái chương trình đó đi. Trước khi chấm dứt cái phần 1 chút xíu thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại nói phần 2 làm sao mà chị làm cái dental implant với bác sĩ Christian.